Vâng, trận đấu thứ hai được bắt đầu và đây là Egypt đến từ game thủ màu 5. Bên kia Catalan, Egypt và Minh Đoàn. Vâng, Catalan với Egypt Minh Đoàn đối đầu với Summerian, Roman và Egypt trong trận đấu này. Summerian đến từ game thủ Bá Vương. Cuối cùng đó là một vâng, game thủ nó một là người cầm Roman. Roman Summer Egypt đối đầu với Catalan Egypt và Minh Đoàn. Một kèo đấu là tương đối cân. Cùng có đạp đôi, có song pháo thần cũng như là có cả ca thần rất tuyển của Summerian. Vâng, phía bên kia nhưng cũng có voi thần Catalan, cũng có Balista thần và cũng dường như là cũng có cả những con ca thần. Sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn dành cho cả hai bên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bên nào sẽ là những người giành được chiến thắng. Vâng, cho dù là đối với nội bộ Thanh Hóa thôi, nhưng các game thủ của chúng ta vẫn đang thi đấu vẫn hết sức mình. Bởi vì đơn giản rằng ai giành chiến thắng cũng sẽ có được một chiếc cúp vô địch. Vâng, nâng cấp ca to và tiếp tục là nâng cấp bắn chặn. Và sau đó là nâng cấp chòi thần Roman. À, nhưng mà Roman không có chòi thần, xin lỗi các bạn. Đây Roman, đây Summerian đến từ game thủ màu 4. Vâng, nâng cao lên cũng sẽ chơi ca thần trong trận đấu này. Vâng, có những nhà lờ đến từ game thủ màu 1 cầm Catalan. Vâng, voi thần Catalan. Và đây là hot thần của Summer. Có cả những con những cái chòi thần và những con ca thần. Phía bên này thì của chúng ta cũng có một Balista thần đến từ game thủ màu. Vâng, cũng có Balista thần đến từ game thủ màu 6 là người cầm Roman. Vâng, đánh bắt đầu sóc Balista thần kết hợp với những con đạp đôi. Tròi cũng sẽ được giải ra để có thể bảo kê nhà của mình. 33/68. Màn hình máy đến từ game thủ màu 4 là người cầm Summerian vẫn bắt đầu dọn giải những con tròi đẹp. Rồi đấy, tròi thần ngay. Vâng, đây là màn hình máy đến từ game thủ màu 5 là người cầm Egypt. Vâng, đánh bây giờ thì chúng ta có thể thấy được rằng một cách đánh mới đến từ những người cầm Egypt đó là đánh voi sữa kết hợp với cả những con phù thủy. Vâng, đánh voi sữa để có thể tận dụng tối đa lượng vàng của mình. Ở những thời điểm đầu thì cho dù là Persian khi khoảng 4 phút đầu tiên khi mà chưa lên được voi thần thì nó cũng là ngang phèo nhau thôi. Vâng, bây giờ thì những con phù thủy đã mắc công nghệ rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem game thủ XX sẽ điều phù như thế nào trong tình huống này. Vâng, có ca thần, có bẹt thần và có cả voi thần nữa. Nhưng tất cả đều tầm xa không thể bằng được những con phù thủy của Egypt. Và chúng ta cùng chờ đợi xem một trận đấu, nếu như mà game thủ một năm có thể điều tốt những con phù thủy của mình thì hoàn toàn có thể giành được chiến thắng mà thôi. Vâng, những con voi thần sẽ hóa hình khi mà những con phù thủy nó đã là có công nghệ đổi mạng. Vẫn đang là những tên sóc phù thủy điên cuồng tới từ game thủ màu 5. Ở phía bên này, vâng, chiến tuyến bên kia sao, chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của game thủ màu 6 để, vâng, tôi xin lỗi, đây màn hình máy của game thủ màu 3. Tham lai là 85/996, giải, vâng, giải tròi lởm thì không hiểu để làm cái gì đây. Rất nhiều những con voi thần đang được công vào hướng mặt này. Và game thủ màu 5 cần phải sóc phù nhiều hơn nữa khi mà lượng voi đang là rất nhiều. Ở những ngày đầu tiên có đến 20.000 thực để cho những anh em có thể sóc những con voi thần, chưa kể rằng thực để bơm đến từ đồng đội. Vâng, màn hình máy đến từ game thủ màu 6 đây rồi. Đối đầu với cả game thủ màu 2, game thủ 5 sâu kêu không biết cầm cái gì, dường như đó là Egypt. Vâng, công vào và đang bị mất rất nhiều lợi thế trong trận đấu này. Và cuối cùng các cầu thủ phía team Thanh Hóa 2 resize cực kỳ nhanh. Với là phút thứ 8 thôi. Tỷ số là 1-1 và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo trong vòng đấu chung kết. Và vòng chung kết thì chúng ta đã đánh chạm 4, các bạn nên nhớ là như vậy.